Cô Phương xin trân trọng giới thiệu với cả lớp. Hôm nay lớp chúng mình rất vui và vinh dự khi được chào đón các thầy cô là đại diện cho ban giám khảo của hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố về dự với lớp chúng mình một tiết tự nhiên xã hội. Cô đề nghị cả lớp chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và trước khi bắt đầu vào tiết học, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động nhé. Nào, xin mời các con. Chúng mình sẽ cùng nhau vận động theo bài hát tập thể dục buổi sáng. Cô thấy phần khởi động vừa rồi của các con rất vui và tràn đầy năng lượng, và cô mong rằng các con sẽ phát huy tinh thần ấy trong suốt tiết học ngày hôm nay nhé. Vừa rồi các con đã được tham gia khởi động cùng cô. Bây giờ các con có muốn chơi một trò chơi nữa với cô không? Có. Trò chơi của cô có tên ô cửa bí mật. Để mở được ô cửa bí mật, các con cần lần lượt lật các mảnh ghép, và trong mỗi mảnh ghép này đều có ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Chúng ta sẽ bày tỏ ý kiến của mình bằng cách giơ thẻ. Và không để các con chờ lâu, cô trò chúng mình cùng chơi nhé. Nào, xin mời các con. Chúng mình hãy lấy thẻ để lên trên mặt bàn nhé. Ở mảnh ghép đầu tiên, không biết chúng mình đang chờ đợi chúng mình điều gì nhỉ? Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? A. Phổi và khí quản. B. Tim và các mạch máu. Dạ. Các bạn đều lựa chọn là đáp án B. Đúng rồi. Chúc mừng các con. Vậy là mảnh ghép đầu tiên chúng mình đã được mở rồi. Mảnh ghép thứ hai. Các con chú ý nhé. Các mạch máu nằm ở khắp các cơ quan trong cơ thể. A. Đúng. B. Sai. Lớp mình đều lựa chọn đáp án A. Đúng. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá. Đúng rồi các con. Vậy là chúng mình đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy. Không biết mảnh ghép thứ ba đang chờ đợi chúng mình điều gì nhỉ? Một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ quan tuần hoàn nằm trong ngực trái cơ thể người là gì? A. Tim. B. Phổi. Mình đều đồng ý là đáp án A đúng không? Tim. Một đáp án chính xác. Chúc mừng các con. Giờ chỉ còn đúng một mảnh ghép cuối cùng nữa thôi. Chúng ta cùng đón xem nhé. Các mạch máu của cơ quan tuần hoàn gồm những gì? A. Động mạch, tĩnh mạch. B. Động mạch, tĩnh mạch và meo mạch. Xin mời các con giơ thẻ nào. Chúng mình đều chọn đáp án B. Cô Phương sẽ kiểm tra lại nhé. Rất chính xác, chúc mừng các con. Vậy là cả bốn mảnh ghép chúng mình đã đều được mở ra rồi. Vậy các con đã đoán được bước
đây chính là sơ đồ tuần hoàn máu đấy các bạn ạ. Vậy muốn biết vòng tuần hoàn này hoạt động như thế nào và chúng có chức năng gì? Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 16, cơ quan tuần hoàn tiết 2. Cô mời cả lớp mở vở ghi bài. Và để thuận tiện cho việc khám phá bài học cũng như tham gia các hoạt động, cô sẽ chia lớp mình thành 5 nhóm và đặt tên cho các nhóm như sau: nhóm hạnh phúc, nhóm đoàn kết, nhóm thân thiện, nhóm vui vẻ và nhóm yêu thương. Các con cùng ghi nhớ tên của nhóm mình nhé. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng đi đến với hoạt động 1, tìm hiểu về nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn. Một bạn hãy nhắc lại cho cô, cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào? Cô mời bạn đoán nghe nào. Thưa cô, cơ quan tuần hoàn gồm có tim và các mạch máu ạ. À, con có thể nói rõ hơn một chút nữa không? Thưa cô, cơ quan tuần hoàn gồm tim, động mạch, tĩnh mạch và các mao mạch ạ. À, cô nhất trí với ý kiến của bạn Minh. Bạn Nguyên, các con cùng quan sát. Tuần hoàn gồm có tim, các mạch máu đi vào tim có động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trong đó có mao mạch ở phổi và mao mạch ở các cơ quan đấy các con ạ. Vậy vừa rồi cô Phương đã giới thiệu với các con về tên gọi cũng như vị trí của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn được có trên sơ đồ. Bây giờ cô mời một bạn có thể lấy chỉ lại cho cô được không? Cô mời bạn là Chi nào. Mời con. À, cần cái mẹ bạn này tạo đây là gì nhỉ? Đây là tim đúng không? Tim này. Đây là tim. Đúng rồi. Đây là động mạch. Chính xác. Đây là mao mạch ở các cơ quan. Rất tốt. Đây là tĩnh mạch. Giỏi lắm. Đây là động mạch. Đây là mao mạch ở phổi ạ. Chính xác. Còn gì nữa không con? Đây là tĩnh mạch. Rồi, rất chính xác. Giỏi lắm. Cả lớp khen bạn nào. Vậy để tìm hiểu về nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn, cô mời các con chúng ta sẽ cùng xem một video sau nhé. Trong cơ thể người, hệ tuần hoàn là hệ cơ quan có vai trò quan trọng bậc nhất. Hệ tuần hoàn cơ bản gồm 3 bộ phận: tim, động mạch, tĩnh mạch. Tim co bóp, bơm máu đều đặn và đẩy máu dòng chất dinh dưỡng đi cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Động mạch chịu trách nhiệm dẫn máu từ tim đến tất cả các bộ phận trong cơ thể. Ngược lại, tĩnh mạch dẫn máu nghèo dinh dưỡng trở về tim. Nhờ có hệ tuần hoàn mà máu chất dinh dưỡng dưỡng khí được vận chuyển đến và đi đến các tế bào trong khắp cơ thể. Rồi, vậy để tìm hiểu
nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn. Bây giờ các con hãy sử dụng sơ đồ và các thẻ từ mà cô đã phát cho các con lúc đầu giờ để lên trên mặt bài và cô nghe cô hướng dẫn. Các bạn cùng nghe cô Phương hướng dẫn này. Trên tay của các bạn ở mỗi nhóm đều có các thẻ từ. Trong các thẻ từ này đều có chứa nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ quan tuần hoàn. Các con dựa vào thông tin trong đoạn video và sách giáo khoa, hãy gắn các thẻ từ này vào đúng vị trí trên sơ đồ. Các con đã rõ chưa nào? Và cô sẽ cho các con 3 phút để chúng ta tìm hiểu về những nội dung trên. Xin mời các con. Đã hết thời gian thảo luận. Bây giờ cô muốn nghe ý kiến của các nhóm. Nào, nhóm nào xung phong? Rồi, trước hết cô muốn nghe ý kiến của nhóm đoàn kết. Đại diện của nhóm đoàn kết, các con hãy mang sơ đồ của nhóm mình lên đây nhé. Rất chính xác. Động mạch có nhiệm vụ gì?
Nào, cô mời Thiên Anh. Rất chính xác, cảm ơn con. Có tĩnh mạch làm nhiệm vụ gì? Cô mời con nào. Chính xác. Rồi, giỏi lắm, cảm ơn các con. Các con ạ, nếu như động mạch đưa máu từ tim đi và tĩnh mạch đưa máu trở về tim, thì mao mạch là những mạch máu nhỏ liên kết giữa động mạch và tĩnh mạch và làm nhiệm vụ trao đổi khí cũng như chất dinh dưỡng cho các con ạ. Vậy vừa rồi các con đã được tìm hiểu về nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn. Vậy cơ quan tuần hoàn hoạt động như thế nào? Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp ở hoạt động thứ hai, tìm hiểu về đường đi của máu. Cùng nhìn lên trên sơ đồ của cô. Nhìn vào sơ đồ, con có nhận xét gì? Nào, nhìn vào sơ đồ của cô, con thấy có mấy phòng được xuất hiện đây. Nào, cô mời Quỳnh Anh. Con thưa cô, nhìn vào bức tranh con thấy nhìn vào sơ đồ, con thấy có hai hình tròn. Có hai vòng. Một vòng nhỏ. Rất chính xác, cảm ơn con. Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy có hai vòng xuất hiện đây. Vòng to ở phía dưới và một vòng bé hơn ở phía trên, đúng không? Vòng to ở phía dưới này được gọi là vòng tuần hoàn lớn, còn vòng bé hơn ở phía trên được gọi là vòng tuần hoàn nhỏ đấy các con ạ. Vậy hai vòng này hoạt động như thế nào? Cô mời các con, chúng ta sẽ dựa vào chiều mũi tên có trong sơ đồ chỉ và nói cho nhau nghe về đường đi của máu trong thời gian là 2 phút. 2 phút bắt đầu. Nhóm vui vẻ nào, các con hãy cử đại diện của nhóm mình lên cầm sơ đồ lên đây nào. Quỳnh Anh đúng không? Quỳnh Anh sẽ đại diện nhóm nào, xin mời con. Con có thể chỉ cho các bạn. Các bạn cùng là đón xem nhé. Con thưa cô, tim co bóp đẩy máu đi khắp cơ thể, động mạch đưa máu từ tim đến các
con đang chỉ về gì đây? Đường đi của máu đúng không? Có phải nhiệm vụ nữa. Máu từ đâu? Máu từ tim đi qua động mạch, qua mao mạch ở các cơ quan, rồi trở về tim qua tĩnh mạch. Đúng rồi. Tiếp tục máu từ tim đi qua động mạch đến mao mạch phổi, rồi qua tĩnh mạch, rồi trở về tim ạ. Tốt lắm, cảm ơn con. Cô muốn nghe mình nhóm nữa trình bày. Mời nhóm của Hiểu Vinh nào. Ở vòng tuần hoàn lớn, khi tim co bóp, máu đi qua động mạch đến mao mạch ở các cơ quan. Cô thể nhóm ạ. Thông qua các cơ quan. Sau đó, máu đi qua động mạch đến mao mạch ở phổi. Đi xong rồi, sau đó trở về tim thông qua tĩnh mạch ạ. À, cảm ơn con. Cảm ơn con, được con nghe được chính ạ. Vậy bây giờ nhóm nào giỏi có thể cử cho cô hai bạn lên nói chỉ về đường đi của máu trên sơ đồ lớn được không? Nào xin không? Nào xin mời nhóm yêu thương ạ. À, các con hãy cử cho cô hai bạn. Nào. Khánh Duy nè. Và Gia Linh. Nào xin mời các bạn chúng mình cùng lắng nghe nhé. Vâng, cảm ơn các. Sau đây là các vừa rồi con lại trình bày kết quả thảo luận. Có bạn nào có câu hỏi không? Có. Bạn có thể cho tớ biết tại sao ở hai vòng tròn lớn nhỏ lại có màu xanh màu ạ? Cảm ơn câu hỏi rất thú vị của bạn. Xin lỗi nhỏ cô. Câu hỏi này thì tớ chưa được hiểu được, chúng con xin được hiểu của cô. À rồi, cảm ơn các con. Rồi. Thế các bạn ở dưới lớp, chúng mình có thắc mắc giống như bạn Hiểu Vinh không? Có. Vậy trước khi giải đáp thắc mắc của các con, cô mời các con sẽ cùng xem một video sau. Vào hai vòng tuần hoàn, đó là vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Ở vòng tuần hoàn lớn, máu chứa oxy và các chất dinh dưỡng sẽ được đưa từ tim qua động mạch đến mao mạch ở các cơ quan để nuôi cơ thể, đồng thời thu nhận khí carbonic và chất thải của các cơ quan trở về tim thông qua tĩnh mạch. Ở vòng tuần hoàn nhỏ, máu chứa carbonic và chất thải của các cơ quan theo động mạch lên đến phổi để lấy khí oxy và thải khí carbonic rồi lại trở về tim thông qua tĩnh mạch. Con cùng quan sát. Và dòng máu chứa oxy và các chất dinh dưỡng sẽ được biểu thị bằng màu đỏ, còn dòng máu chứa khí carbonic và các chất thải của các cơ quan sẽ được biểu thị bằng màu xanh. Vậy các con đã hiểu được vì sao đường đi của máu lại được biểu thị bằng hai màu xanh đỏ chưa? Rồi. Và các con cùng quan sát tiếp này. Và hoạt động này sẽ được diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Vì vậy người ta gọi đó là vòng tuần hoàn đó các con ạ.
và việc vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan của cơ thể và đưa máu từ các cơ quan của cơ thể trở về tim chính là nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn, hay còn gọi là chức năng của cơ quan tuần hoàn đấy các con nhé. Vậy bạn nào giỏi cho biết cơ quan tuần hoàn có chức năng gì? Nào, cô mời xin nghe. Cô là cơ quan tuần hoàn có chức năng là vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan của cơ thể, là vận chuyển máu từ các cơ quan của cơ thể trở về tim ạ. Giỏi lắm. Đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô mời một bạn sẽ đứng lên nêu lại cho cô nào. Cô mời Hiểu Minh. Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan của cơ thể, vận chuyển máu từ các cơ quan của cơ thể trở về tim ạ. Rồi, cùng nghe một bạn nữa lại nhá. Cô mời Quỳnh Anh. Thưa cô, cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan của cơ thể, vận chuyển máu từ các cơ quan của cơ thể trở về tim ạ. À, rồi, cảm ơn các con. Vậy các con cùng ghi nhớ nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Và ở tiết học trước thì cô đã dâng cho các con một nhiệm vụ, đó là về nhà chúng ta chuẩn bị đồ dùng để tiết này làm sơ đồ tuần hoàn máu. Bây giờ cô muốn nghe các nhóm chúng ta báo cáo kết quả về sự chuẩn bị những ý tưởng của mình. Chúng mình cho tự đã nói nào, các con thực sự đã nói chưa, khi nào cô có hiệu lệnh thì các con mới được rửa ra đúng không? Bây giờ xin mời các nhóm chúng ta lần lượt báo cáo nào. Xin mời nhóm Hạnh Phúc. Nào, xin mời nhóm phương tiện. Nhóm chúng con là con dự kiến làm sơ đồ bằng dây nhẫn nhung. Chúng con đang làm ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô thấy nhóm yêu thương, các con đang hoạt động gì vậy? Nào, xin mời các con báo cáo về sự chuẩn bị của mình. Rất tốt, cảm ơn con. Nào, thì nhóm mà vui vẻ, con đã chuẩn bị được điều gì rồi? Con thưa cô, nhóm con đã chuẩn bị đồ dùng mình. Nhóm con sẽ làm sơ đồ bằng đất nặn. Hiện tại, nhóm con đã làm được một số bộ phận ạ. À, cảm ơn con. Còn nhóm con kết, các con đã chuẩn bị được những gì? Nhóm chúng con sẽ sơ đồ bằng phần máu, bằng đầu mà chúng con đang làm ạ. À, rồi, cảm ơn các con. Vậy thì cô khen các con đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Bây giờ các con hãy cùng nhau thực hành những câu còn lại của sơ đồ tuần hoàn máu nhé. Bây giờ trước khi đi tham quan, cô có một ý kiến nhỏ với các con.
Nào, nhóm đoàn kết, chúng mình ngồi xuống nào. Trong quá trình mà các con đi tham quan, các con hãy lắng nghe xem là các nhóm giới thiệu về sản phẩm này. Và nếu các con ấn tượng với sản phẩm nào nhất thì các con hãy dành tặng cho nhóm đó một sticker nhé. Các con đã nhớ chưa? Rồi, bây giờ xin mời cả lớp chúng ta sẽ cùng đi tham quan các sản phẩm. Các con có biết không, khi cô và các con đang ngồi học như thế này thì cơ quan tuần hoàn của chúng ta vẫn đang miệt mài hoạt động vận chuyển máu đến khắp các cơ quan trong cơ thể. Vậy các con có biết trong cơ thể người trưởng thành có khoảng bao nhiêu lít máu không? Các con thử dự đoán lên nhé. Nào Phương Linh. Dự đoán của con hoàn toàn chính xác rồi đấy. Chúc mừng bạn nào. Các con ạ, trong cơ thể của một người trưởng thành có khoảng từ 4 cho đến 5 lít máu tùy trọng lượng cơ thể. Và hiện nay các cơ quan y tế rất cần một lượng máu dự trữ để cứu người bệnh. Vậy để có máu dự trữ cứu người bệnh, chúng ta cần có hoạt động gì? Hiến máu nhân đạo hay còn gọi là hiến máu tình nguyện. Và bây giờ để hưởng ứng hoạt động này thì người dân trên khắp đất nước của chúng ta đã hưởng ứng rất là nhiệt tình, và trong đó có cả các thầy cô của chúng ta nữa đấy. Bây giờ các con hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của các thầy cô đi tham gia hiến máu nhân đạo.
nhỏ, chúng mình chưa tham gia hiến máu được. Vì vậy các con hãy tuyên truyền để nhiều người biết hơn và tham gia hơn nhé. Các con ạ, các con rất may mắn khi được sinh ra và có một trái tim khỏe mạnh. Vậy mà đâu đó trong xã hội của chúng ta có những trẻ em không may mắn khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình và hoàn cảnh gia đình lại rất là khó khăn nên không có khả năng chữa trị. Vì vậy, một chương trình nhân đạo đã ra đời của tập đoàn Viettel, đó là chương trình Trái tim cho em. Và sau đây xin mời các con sẽ cùng xem một trích đoạn trong chương trình để hiểu rõ hơn nhé. Đã viết nên thật nhiều những câu chuyện cổ tích cho các em nhỏ, đặc biệt là những em không may mất đi bẩm sinh và có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Và có lẽ là đến những người trong cuộc cũng không dám mơ, không dám tin là những ước mơ của các em sẽ có ngày trở thành hiện thực. Thế nhưng bằng sự chung tay của tất cả những tấm lòng thì những câu chuyện cổ tích ấy đã được viết nên. Cảm xúc khi sáng lên mở lên, lẻ mạnh như những bao bạn nhỏ khác là điều hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Có lẽ cả cuộc đời này mẹ cũng không dám mơ. Tất cả chúng ta chỉ mong muốn rằng các em nhỏ sẽ được lớn lên bình an trong lời ru, trong vòng tay của gia đình, của ba mẹ. Và để có thể duy trì và phát triển được chương trình này thì cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có các cô và các con nữa đấy. Vậy qua bài học vừa rồi, các con có thể thấy trái tim là tài sản vô cùng quý giá của mỗi con người. Nhờ có nhịp đập bền bỉ của trái tim mà con người mới có sự sống. Vì vậy, làm cách nào để có thể bảo vệ trái tim và chăm sóc trái tim một cách tốt nhất thì các con sẽ cùng tìm hiểu ở tiết học sau. Và về nhà, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho cô bài 16, cơ quan tuần hoàn tiết 3, trang 91-92. Các con đã rõ chưa nào? Và giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các thầy cô và các em đã nghe. Chúc quý thầy cô và các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin mời quý nhân sau lớp nghỉ. Các bạn đã hướng.